Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã đồng ý chủ trương đầu tư gần 5 tỷ đồng từ ngân sách để Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Tĩnh mua sắm, lắp đặt bổ sung gần 11.000 ghế ngồi cho toàn bộ khán đài sân vận động Hà Tĩnh. Trước đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh này đã có văn bản đề xuất và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao có tờ trình về việc xin hỗ trợ kinh phí sửa chữa, lắp đặt thêm ghế ngồi tại sân vận động tỉnh để phục vụ cho khán giả theo dõi các trận bóng của đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại V-League 2023-2024 cùng các hoạt động thể thao của tỉnh. Sân Hà Tĩnh hiện tại chỉ có khu vực trung tâm của khán đài A và B là có ghế ngồi, còn lại khán giả vẫn đang phải ngồi ở các bậc tam cấp bằng bê tông để theo dõi các trận bóng đá. Vì thế, việc lắp đặt thêm ghế ngồi là cần thiết,